Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bọn mình. Và hôm nay mình xin review đến các bạn một dự án mới trong năm 2019. Đó là một dự án rất tiềm năng, đó là PNGMI. Và trang web chính thức của dự án là PNGMI.com. Các bạn có thể vào đây để biết thêm thông tin chi tiết của dự án. Vậy PNGMI có nghĩa là gì và nó có nội dung như thế nào? Thì PNGMI được hiểu là thị trường tài chính di động không biên giới. Nó là thanh toán không biên giới cho vay và tín dụng. Thì ở đây các bạn có thể vào đây để biết thêm thông tin chi tiết nó tại trang chủ, hoặc là hiểu thêm về cái ngân hàng di động của nó, các cái điểm tín dụng, ứng dụng của PNGMI trên di động gồm có iOS, Android, đội ngũ cố vấn viên của họ, hay là cái blog của họ về PNGMI. Thì các bạn có thể thấy cái hình ảnh mô phỏng trên iOS của PNGMI. Thế này thì các bạn có thể mời các bạn tham gia, bạn bè tham gia vào cái PNGMI, hoặc là các cái giá tiền, các cái giá coin, các cái giá tiền ảo của PNGMI đang trên sàn. Thì PNGMI được hiểu là thị trường tài chính di động toàn cầu cho tất cả các tổ chức tài chính và MSMI, và nó có các cái tiện ích như thanh toán di động, là thanh toán di động thấp hoặc là miễn phí bằng tiền địa phương, hoặc là tiền kỹ thuật số của bạn, hoặc là cái tài khoản hàng ngày là dễ dàng tạo tài khoản chi tiêu hàng ngày, cho thanh toán di động hàng ngày, hoặc là thị trường cho vay thì là cho vay và vay tiền trên PNGMI với lãi suất cạnh tranh. Là điểm tín dụng thì là điểm tín dụng kỹ thuật toán được tạo từ dấu chân kỹ thuật số di động của người dùng, hoặc là ngân hàng HELL là kiếm tiền lãi từ cái số tiền tiết kiệm được trong tài khoản ngân hàng HELL PNGMI của bạn. Và về phần thưởng thì là kiếm những phần thưởng PNG coin khi giới thiệu bạn bè và lưu PNG coin trên máy của mình. Thì để đăng ký cái kiếm phần thưởng PNGMCoin thì các bạn có thể là đăng ký và để xây dựng cái điểm tín dụng miễn phí của bạn và kiếm phần thưởng có thể đổi thành tiền mặt trên PNGMI. Là cái điểm tín dụng miễn phí là đăng ký chương trình điểm tín dụng của PNGMI và khảo sát tín dụng, là xây dựng tín dụng bằng cách tham khảo khảo sát các cái dự án mà PNGMI đề ra. Đăng ký phần thưởng là kiếm phần thưởng khi đăng ký truy cập sớm và mời bạn bè. Thì mình có thể kiếm phần thưởng khi mời bạn bè tham gia vào và PNGMI. Thì hiện nay PNGMI đã có mặt và có sẵn trên Android và iOS. Về ra mắt thì ra mắt vào năm 2019. Ứng dụng di động của PNGMI sẽ cho phép người dùng sớm kiếm được phần thưởng cho vay tiền và xây dựng điểm tín dụng không biên giới của họ. Bản phát hành thứ hai của chúng tôi sẽ mang các loại tiền tệ như USD, GBP, Euro là kế thác đến ví của người dùng, cho phép người dùng thực hiện thanh toán ngay lập tức hoặc là tiết kiệm bằng nội tệ của họ. Hoặc là về việc kiếm phần thưởng thì bằng cách đăng ký hoặc là đăng ký điểm tín dụng miễn phí, bạn sẽ nhận được PNG coin miễn phí trực tiếp vào tài khoản PNGMI của mình. Là bạn càng xây dựng điểm tín dụng của bạn càng kiếm được nhiều PNG coin. PNG coin có thể đổi thành tiền mặt trong tương lai. Thì các bạn cũng có thể vào đây để điền tên họ và cái email quốc gia của mình để có thể được nhận được những cái quyền truy cập sớm, hay là nhận được những cái tin của dự án PNGMI gửi đến cho mình. Các bạn có thể theo dõi PNGMI ở đây bằng việc mình để lại tên và email. Thì các bạn cũng có thể tham gia các cái trang mạng xã hội của PNGMI như Facebook, Twitter và Medium. Ngoài ra thì mình cũng xin review thêm về cái đội ngũ cố vấn viên của họ. Thì về đội ngũ cố vấn viên của PNGMI thì với sự hiện diện của toàn cầu, PNGMI là có một đội ngũ tài năng với kinh nghiệm về công nghệ blockchain, khoa học dữ liệu, phát triển sản phẩm và tăng trưởng. Thì đội ngũ của PNGMI là đây, có hai đồng sáng lập, người thiết kế sản phẩm, hoạt động kinh doanh,
thì các bạn có thể vào đây để biết thêm thông tin chi tiết và bằng và cách vào đến vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về đội ngũ cố vấn viên của họ. Đây là cố vấn viên của họ, đây là những cái đội ngũ công tác của họ về phát triển kế hoạch, phát triển kết thúc hay là về nhãn hiệu, thì có hai công ty đang công sự với PNGMI, và trên đây là mình xin review qua cái dự án PNGMI. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình.